Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong cuộc biểu tình lịch sử để phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn ngày 9 và ngày 10 tháng 6, Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ và đánh đập thô bạo một số người yêu nước biểu tình ôn hòa. Trong số đó có một sinh viên cao học 31 tuổi người Mỹ, anh Will Nguyễn. Anh đã bị đối xử thô bạo bởi những người mặc thường phục với những vết máu trên người và một túi màu cam trùm lên đầu và kéo lê lết quăng lên xe đã lan truyền nhanh chóng, đã làm nhiều người phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh này. Và sau đây là một số ý kiến của người Việt tại Hoa Kỳ về vấn đề này. Vivian đã nhìn thấy ở trên mạng bao nhiêu người, cả phải nhớ là cả chục người đàn áp Will bằng cách là lôi kéo Will và đánh đập Will cũng như chùm cái bao bố lên che mặt lại, nghĩa là bao lại Will và đập bể đầu của Will, cũng như trong lúc đó mình thấy máu chảy trên đầu của Will. Vivian rất là bức xúc. Việc Will Nguyễn bị bắt giam và nhà cầm Cộng sản Việt Nam, cái người đại diện nói là chúng tôi không có dùng bạo lực đối với cá nhân này, nhưng thật ra hình ảnh rõ ràng minh chứng qua những cái video clip cũng như là những cái tấm hình chụp được bỏ trên Facebook là anh đã bị đánh bể đầu chảy máu và đã bị lôi đi như vậy mà họ vẫn nói là không có dùng bạo lực. Phải nói rất là cảm thấy là rất là buồn và rất là đau khi mà thấy hình ảnh một người thanh niên, một Việt kiều đi về Việt Nam tham gia cái cuộc biểu tình và đã bị đàn áp, đã bị đánh đập bể đầu chảy máu và lôi trên đường như là một con thú vật như vậy. Thái Hà là một trong rất là nhiều người ở hải ngoại, cả trăm ngàn người theo dõi cái chuyện của Will, và chúng tôi đều mất ngủ, đều xúc động khi mà thấy bất nhẫn, khi mà thấy cảnh cảnh đó. Mình đều thấy rằng đó là công an giả dạng thường dân. Tại vì không thể nào thường dân mà bắt đánh mà có quyền lôi lên trên xe và đem về. Thành ra cái chuyện đó ở Việt Nam rất là bình thường và phổ thông. Trong Việt Nam chúng ta hiện nay, cái vấn đề vi phạm nhân quyền là phải nói là quá là kinh khủng. Thì bây giờ đó, ngoài này đồng bào hải ngoại phải lên tiếng cùng với quốc tế để tiếp tục làm áp lực, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải truy tố những kẻ côn đồ này, cũng như những kẻ mà đã bao che cho những hành động côn đồ dã man mà đã đánh đập những người biểu tình bất bạo động và tra tấn họ trọng thương và có nhiều người đã tử vong. Chúng tôi muốn đòi lại công lý cho những người này. Là thế hệ trẻ, là khi em thấy cái vụ này về anh Will đã bị giam cầm ở Việt Nam, em cũng thấy rất là tức giận, bởi vì là ấm ức cho anh Will và anh không có lên được một tiếng nói nào để cho mọi người hiểu biết tình hình, và em cũng rất muốn hiểu rõ về sự hình này. Nói với ảnh là anh nên cố gắng giữ bằng niềm tin để mà và biết rằng là tất cả mọi người đang cố gắng giúp ảnh để mà thoát khỏi tù Cộng sản. Qua các chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN đi khắp nơi trên thế giới, nếu nói được với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, em có thể nói điều gì? Nguyên cũng cảm ơn Will đã có thể là đứng lên trong một thời gian nào đó và cũng đã làm cho cộng đồng của chúng ta nhiều người có những cái hy vọng. Chúng ta không muốn bị mất Việt Nam thêm 100 năm, thêm 1.000 năm hoặc là lâu hơn nữa cho bên Trung Quốc hoặc là bên bất cứ nước nào. Khi mà nhân dân xuống đường giống như vậy, chắc chắn là có những cái điều đó, điều gì đó đã sai. Sai với nhân dân, sai với tổ quốc, sai với dân tộc. Và nhà cầm quyền hoặc là an ninh hoặc là quân đội bên Việt Nam, tất cả chúng ta đều là người Việt. Không lẽ chúng ta, mỗi người chúng ta đều thấy đất nước của mình bị lâm nguy mà không ai làm gì được hay sao? Quyền nghĩ là chắc chắn ở bên đó có rất là nhiều người muốn làm cái gì đó mà chưa có can đảm. Chúng ta phải cùng nhau, 90 mấy triệu người dân ở trong nước thì chắc chắn là họ hơn cái số của những người ở trong đảng, giúp cho những người ở trong quốc hội hoặc là bất cứ ai yêu nước đó có thể thay đổi được cái chế độ này. Anh William Nguyễn là một cái người có trí thức. Anh ta đã tốt nghiệp cái bằng thạc sĩ của trường đại học nổi tiếng ở Mỹ là đại học Yale. Thứ hai, anh ta là một người có tâm, có lòng với tổ quốc, được về Việt Nam tham gia vào cái cuộc biểu tình đòi cái chủ quyền độc lập của đất nước, chống lại cái sự xâm lăng của ngoại bang tàu cộng. Cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là làm sao cùng nhau vận động để mà giúp đỡ cho anh sớm trở về Mỹ an toàn. Và thứ hai nữa là chúng ta làm sao để cho tất cả những người đấu tranh ở Việt Nam họ cảm thấy dừng được là cái cuộc đấu tranh của họ không có đơn độc mà họ luôn luôn có những cái người bạn đồng hành với họ. Chúng ta người Việt hải ngoại sinh sống ở Hoa Kỳ cùng đồng lên tiếng gửi thông điệp đến chính phủ Hoa Kỳ
áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng mọi quyền của người dân, can thiệp và bảo vệ Will Dòng Nguyễn cùng những đồng bào vô tội trong nước hiện đang bị tù đầy chỉ vì muốn biểu lộ tấm lòng yêu nước của họ. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.